ơn ông cội người. Hết nghèo không? Anh đang có duyên viên được nhìn em đó mới thiệt. Anh nhìn em hồi là em dẫn anh trong nhà đó. Anh là bồ nữa đó hả? Bồ đó có không? Anh nói nữa là bậc kiếm tương mặt luôn đó. Anh ngồi anh nhìn luôn mà anh để cái giò anh nhìn nhìn chùi nó làm sao? Ta dính thì ta dính. Ghét dễ sợ. Thằng có duyên chi mà để cái tay hột sò chấm chấm tương cái ghét. Thề nó về dưới trước. Về dưới. Khuya nay 5 giờ mới về. Tại bữa nay về diễn à, mai mới quay. Mai ban ngày của nó mày. Đã quay rồi. Đã quay chơi nha. Mai trưa qua. Quay ban ngày. Chiều tối là như trả đòn cho người ta phải đi về rồi. Em không biết. Hỏi con hát đi. Có hát không? Vậy là có thể có. Nhưng mà thôi em thích ban ngày qua à. Đúng không? Ban ngày ví dụ như qua rồi ta quay rồi em với anh vô sau lưng sân khấu rồi chế chậm. Có chỗ kìa em, tiệm tôi kế bên. Ủa là ngay tiệm bên đó luôn hả? Dạ, năm phút mà. Tiệm gì? Biết qua. Mai qua bển ăn cắp dầu thơm được không? Dễ thương. Ở Long An lên luôn. Ở Long An nghe cũng bánh ngon. Mấy cái bò đó nè. Ngon không? Ngon tiện. Không, bò không phải. Tại vì anh muốn lấy nghe rồi mà nói vậy thôi. Em thấy nãy giờ anh nhìn em hơi bị nhiều. Là bò anh thiệt đúng không? Giờ anh nói thiệt đi. Tại cái tương vô mặt đó. Không ai út vô mặt quá chứ không út vô mặt nào đâu yên tâm. Bò anh hả? Thôi lạ quá à, phải hai thằng dây nhau mệt ghê vậy đó. Chán dễ sợ, sống cái mặt đường cục. Anh em cục chiều nó nghe nè. Chiều tao mày đâm nó đi. Quá luôn. Không bây giờ mình lấy hai cái thùng đâm nó cũng được. Ê đi xuống mũi đi. Sao vậy? Xuống đi rửa thôi. Mũi này mới rửa đúng không? Hai tháng chưa? Tôi nhìn là tôi biết. Tại vì cái đường cắt, cái đường cổ mà nó như vậy là tôi rửa ít lắm. Nó rửa có 3 lần rồi mới nhìn được tiếng của nó lắm. Nó cũng có 4 lần. Có 4 lần rồi hả? Không ghen luôn. Rồi chuyện chỗ khác. Tại vì tôi sửa là biết sao không? Lẽ ra là ông ghen sửa không có nhiều lần cho Nhi đâu. Nhưng mà tại vì á, lần đầu tiên Nhi sửa là Nhi không có sửa được ý của anh ghen. Mà Nhi sửa là ý của Nhi. Nhi thích cái mũi Nhi là phải cao lên đây nè. Thích cái mũi mà phơm tay mà cắt đây 2 năm trước á. Cao chống được y chang mũi cắt thi bây giờ đó. Là lần đầu tiên em sửa là y chang cái mũi cắt thi đó. Chống với một cây ra cái đầu phố. Mà cuối cùng hồi xưa là cái đầu mũi lân. Đi coi phong thủy ông thầy ông nói là không có được cắt mũi. Cắt là phá tướng mũi lân. Là cái đầu em dày y chang luôn. Không cắt. Em mới nói thôi anh Ken anh đút cho cây sụn cao thì là cao. Cái đầu cao lên thì nó gọn. Ông Ken ổng đút cây sụn vô cái mũi em nó nở ra thêm cái nó không gọn bự lên luôn. Nhưng mà thật sự là cái mũi nó rất là có tiền. Một năm nó thôi mà em chưa thấy một chừng lần á, một lần á, mũi lân á xong. Nhưng mà cuối cùng thì em qua bên sinh em hỏi thì em lại tự nhiên sưng cái mũi em lên cái phải về. Em mới qua sinh có 7 bữa à, tính là ở nửa năm ở với bà chị. Qua mới có 7 ngày là qua bữa 24 Tết này nè. Tới mùng 1 Tết là mũi nó sưng lên cái phải về. Vậy em sửa lại là mùng 10 Tết. Lại uống thuốc cái mùng 10 Tết cho nó xẹp mũi xuống. Là bắt đầu nghe nó mất ra ông sửa lại. Sửa lại thì cái mũi nó không hợp với em. Em cảm thấy nó không có tiền. Xui quá tùm lum kìa. Rồi em cũng không đi về Singapore được lại. Tại dịch rồi. Ra rằm tháng giêng là nó quản hết chuyến bay, nó không cho mình bay. Là bắt đầu em ở lại em sửa thêm cái mũi này nữa. Cái mũi này mới ok. Cái mũi hồi đầu năm là đẹp nhưng mà không ok. Cái mũi này ok. Nhưng mà tới cái mũi này là cắt cánh, cắt đầu mũi, cắt bánh đó rồi. Lấy mỡ đầu mũi là cắt hai này. Nay là thấy cái lỗ gì chứ mấy bữa trước cái lỗ nhét móc cũng không được luôn. Em luôn cắt thích lợi hết. Em còn đang muốn cắt cho khó. Nhưng mà mũi đẹp của nhà không à. Mẹ mà nó không thì nó đẹp. Anh Ken á, hợp với lại cái phơm mũi bay. Ổng sửa thì đừng bao giờ kiếm tự nhiên. Thật sự ông Ken sửa là dành tự nhiên không bao giờ có. Nhưng mà dành kiểu cái mũi nó ra cái phơm Trung Quốc nó kiểu không. Chăm chín tiền cá. À luôn tiền nước là 1.2 triệu.
triệu hai, triệu hai. Ăn bằng cái gì mà trúng người. Cắt ngon mà. Chạy đi ăn rồi. Lấy thêm đồ chua chua leo không? Để tôi lấy cho ảnh. Chứ tôi mới lấy cho bà. Tôi đừng có nhìn. Dễ luôn. Quay nữa anh. Con này cũng là tiêu đề ghê lắm nè. Tôi chiêu cũng là tiêu đề cũng đạp dép luôn nè. Nè. Nhắm mắt lời. Nhắm mắt lời. Anh để có cái nút gì đây nhờ? Cái hộp gì nè. Ăn gì nữa không? Bánh bao. Bánh bao. Như đây thôi hả? Sao 80 quá. Anh rồi. Còn dữ dữ bao nhiêu cầm ghế của người ta chài nói kìa. Bữa đó quỷ mập đó. Hay về hả chạy? Không, mẹ ăn đây à. Rồi sao nữa em coi em thấy gì nữa em cứ nói đi. Coi nhiều quá không nhớ luôn rồi. Nói đừng có giỡn con. Bồ bình hay bạn bè đây. Bồ bình hay bạn. Nếu như bạn họ né ra đi đừng có nói chuyện nhắn trước thôi. Nãy giờ quên anh luôn á. Anh họ yêu họ, người yêu anh hả? Cho lắm. Cho mình rồi đi qua đây mình cũng không cần cặp cái thép như cậu cao không? Má không quên cậu cao. Cậu có lần nữa cậu cao. Làm gì mệt? Cậu đi ăn không? Rửa bằng cái đầm 100 cam phải không? Làm ôm phải không? Lúc đó anh chặn đường cho toilet không? Em vừa vô cổ đó em vô lộn toilet nam cái tự ông nội này ông chặn đường tôi nè bà nội. Có mà. Hèn gì nữa đâu sao tôi không nhớ trời. Khi vô toilet nam cái ông nội này chặn đường lâu tôi vô chặn luôn. Bữa đó ông đá vô cũng hồng hay gì á. Bức cũng chết vậy đó. Bức người ta lên em đi đá gì vậy trời. Rồi đá. Đứng coi chồng bà đá nè. Tôi là mấy đứa mà hay vô trong toilet rồi để điện thoại tôi quay lén người ta rồi đăng Facebook. Bức cũng dễ thương. Ừ, đi bốn chồng ba chồng. Cũng dễ thương, hơi công công điểm điện. Ủa làm gì xong? Bán túi sách hả? Bán ở đâu? Bán ở dưới cái tấm dệt luôn á hả? Ngay chỗ mà nhiều hả? Đây là bán ở trên to. Bán hãng nào? Hôm bữa em cũng mua một hãng cô kích cô té. Mua cái giỏ chứ nè. Cái giỏ mà. Với lại mua cái giỏ gì tạng này. Nhớ nội để tặng cho tôi cái xuống. Quần cái đồ gì đó hả? Hôm bữa đi qua đây mặc cái bé. Cái bữa nào? Cái bữa nào? Cái bữa nào? Cái bữa nào? Lỡ cướp đông qua đây rồi thì em kêu không anh cái cho mạng quỷ. Cái này có cần không? Mấy độ? Một độ hay là bằng độ? Thấy không rõ ràng không? Con mắt tôi lên độ má. Đeo mắt kiến vô mấy cỏ nè. Mà đang đeo len cho nên bằng độ rồi đó. Đuôi rồi đó má. Nó nghe này giờ bà nghe lời tôi bà lấy 20 gạch bà nhét vô hai lỗ ghen đi nó hết nè. Thì nó bình thường mà. Không mấy bà bốc nắm cát mà uống hết bệnh luôn. Cô mới coi. Bây giờ chú mới đi chết rồi. Mới chơi chứ đi quay phim rồi. Cô mới coi. Chúng ta làm quen rồi. Chúng là sao quen. Bây giờ mình đã quen rồi. Bây giờ mình hôn nhau một cái đi. Cho trái được không? Đút lưỡi luôn được không? Không kêu nó cho gì. Cho tôi. Ủa làm gì trời? Làm gì không? Hồi đó giờ hôn gái chưa?
Muốn bà chưa? Mới quen có 2 ngày. Trời ơi, tưởng đâu quen lâu quá, quen có 2 bữa vậy đó hả? Đó giờ chơi gái lần nào chưa? Chưa lên đây. Cứ dạy cho nè. Rồi chứ để hôm mà không biết chơi nó rớt luôn, cứ lên em chỉ cho. Đi luôn hả? Đi luôn. Đi luôn. Đi không? Rồi đi luôn kìa. Đi đi, bớt đi bà. Alo. Có mỗi một người. Trời ơi. Trời ơi là trời hại tôi gõ gàng không? Trời ơi là trời tôi ngồi ghế gãy nè. Trời ơi là trời đánh con rồi. Rồi đeo kiếm vô đẹp trai quá. Mai không? Ôm em cái đi nè. Không cái đi vậy. Đừng nhìn mắt. Không cái đi nè. Ôm cái đi nè, không nè. Không đi. Trời là trời. Giống như Giang tôi làm với mana canh gì mà. Rồi không có một cảm xúc ơi, luôn á. Bye bye, cảm ơn nha. Hai ba lần mới gặp được á. Bye bye nha. Sau qua đi nó hùng cho mấy cái luôn. Hùng kỳ này luôn đi, rồi còn hẹn kỳ sau nữa. Hồ dài đâu đẹp vậy ta. Cái này chắc không vừa quá à. Thank you.